Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày hôm nay của Ban Việt Ngữ đã ai cho tự do. Có những nội dung chính sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Người dân khẳng định xe chở đất đá của chủ đầu tư đổ vào một người phụ nữ khiến bà này ngất xỉu. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Thanh Hóa khẳng định người này chỉ bị cao huyết áp Báo Thanh niên hôm 30 tháng 10 dẫn lời một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin một người dân bị thương khi tập trung phản đối xây dựng cảng container Long Sơn là không đúng thực tế. Tuy nhiên, một người dân địa phương nói với Đài Ai Châu tự do trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh rằng sự việc xảy ra khi chủ đầu tư huy động nhiều công nhân cùng máy chở đất đá vào khu vực để săn lấp nhiều người dân, chủ yếu là phụ nữ, xông vào ngăn cản. Hai phụ nữ đã bị xô té ngã và bị trật chân, trong khi một phụ nữ khác tên là Xuân, 48 tuổi, bị đất đổ vào người và bị ngất. Chị V cho biết khi bà Xuân bị ngất, người dân đã sơ cứu rồi chuyển đến trạm y tế xã. Đến nay, người này vẫn còn đau chân và phải nằm nhà để điều trị. Người phụ nữ này cũng cho biết Ủy ban Nhân dân xã đã cử người vào thăm hỏi và xác nhận những người bị thương trong cùng ngày. Một người phụ nữ khác tên T, không phải là tên thật, cho biết người dân Hải Hà liên tục tập trung ở khu vực thi công số 3 của dự án cảng container Long Sơn trong tuần qua để ngăn cản việc săn lấp bờ biển. Bất chấp quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng của công an thị xã Nghi Sơn đưa ra ngày 23 tháng 10, chị Tê nói Hôm nay đàn ông không đi biển, con nít không đi học ra đông nên phía công ty không cho công nhân làm. Hôm qua có phụ nữ thôi, Đàn ông đi biển do vậy công nhân ra làm và xô sát với phụ nữ nên đàn ông họ ngoài biển quay về. Hôm nay nam giới không dám đi biển nữa vì sợ phía công ty họ thi công tiếp. Phía công ty cứ trực làm nên dân cứ phải canh chừng. Dân làng nói lần này đàn ông không đi biển nữa mà ở nhà cùng phụ nữ đấu tranh đến cùng. Cùng lắm là họ giết hết chúng tôi nhưng nếu không đấu tranh thì mất biển và chúng tôi cũng chết. Báo tin tức và cuộc sống trong ngày 30 tháng 10 dẫn thông tin từ công an thị xã Nghi Sơn quy kết rằng có hơn 100 trẻ em bị các đối tượng xấu rụ rỗ, lôi kéo, buộc nghỉ học để tham gia hoạt động cản trở tại bến số 3 dự án cảng container Long Sơn. Theo chị Thê, có nhiều học sinh tự nguyện nghỉ học để đồng hành cùng bố mẹ, nhưng cũng có cháu muốn đến trường, tuy nhiên vì nhiều học sinh nghỉ học nên các cháu này cũng buộc phải nghỉ theo. Báo chí nhà Đức đưa tin vào ngày 28 tháng 10, công an thị xã khám xét khẩn cấp nhà của một ngư dân ở Hải Hà là chị Cao Thị Lĩnh, sinh năm 1991. Cơ quan chức năng đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến việc tổ chức kích động đông người chống đối xây dựng cảng. Tuy nhiên, chị V cho biết chị Lĩnh chỉ là một người dân bình thường phản đối việc xây dựng cảng. Chị V nói việc khám xét nhà chị Lĩnh là không đúng vì người này cũng giống như hàng trăm người dân khác của Hải Hà đều chỉ muốn đòi quyền lợi cho gia đình mình. Người dân chúng tôi bức xúc vì công an chỉ khám xét một nhà, mà tại sao không khám xét cả 300 hộ dân? Họ cho rằng chị ấy đầu sỏ, rằng chị ấy có thế mạnh. Tuy nhiên, chị ấy chỉ có một phương tiện đánh bắt là một tàu thuyền nhỏ, và chị ấy không đủ sức để lôi kéo chúng tôi. Chúng tôi đồng lòng phản đối dự án, chúng tôi không sợ kể cả khi tất cả bị khởi tố, vì đi đòi quyền lợi thì không có gì phải sợ. Chị V nhấn mạnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng mới đây đã chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện xây dựng hồ chứa nước ca bét đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật, bất chấp những phản đối trong dư luận thời gian qua vì lo ngại phá rừng tự nhiên và ảnh hưởng đến văn hóa người chăm bản địa. Báo Bình Thuận, cơ quan ngôn luận của tỉnh này hôm 27 tháng 10 cho biết tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất kế hoạch triển khai các công việc tiếp theo, dự án hồ chứa nước ca bét, Huyện Hàm Thuận Nam vào chiều ngày 26 tháng 10, ông Đoàn Anh Dũng đã chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục liên quan đúng tiến độ, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Tại cuộc họp mới nhất, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết, đến thời điểm này, các đơn vị đã triển khai thực hiện được một số việc như cập nhật kết quả kiểm tra hiện trạng rừng Hiện các đơn vị chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh đang khảo sát, ra soát quỹ đất lâm nghiệp đủ tiêu chí trồng rừng, thay thế để đăng ký Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Theo thông tin từ cuộc họp được báo Bình Thuận trích đăng, hiện quá trình thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư sơ bộ của dự án đang gặp một số khó khăn vướng mắt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Anh Dũng tại cuộc họp yêu cầu các ban ngành địa phương phối hợp thực hiện công trình đúng tiến độ với tinh thần thận trọng, lập tổ công tác để vận động người dân, tạo sự đồng thuận. Bộ Công an Việt Nam vào ngày 29 tháng 10 ra thông báo truy nã 7 người là các cựu lãnh đạo tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB trong một vụ án được khởi tố từ tháng 10 năm 2022 và đang được mở rộng điều tra theo thông báo, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án tham mô tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Trước khi lệnh truy nã được công bố, vào ngày 25 tháng 10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can, nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu, theo thông tin từ trang web của Bộ Công an. 7 người bị truy nã đang bỏ trốn gồm Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Chiêm Minh Dũng, cựu Phó Tổng giám đốc SCB, Trầm Thích Tồn, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB, Sinh Henry Kajian, thành viên hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc, Lam Ly Giọt, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB, và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB. Bộ xây dựng mới đây phát đi thông báo yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ một số thông tin liên quan đến thiết kế và quy hoạch xây dựng công trình tượng Phật trị giá 500 tỷ đồng ở Thiền viện Trúc Lâm, Tây Thiên. Đây là công trình được cho là đồ sộ nhất trong các pho tượng Phật ở Việt Nam. Khi kế hoạch xây tượng được đưa ra vào năm 2015, dự án xây tượng được dự kiến hoàn thành vào năm 2020 và được ông Bùi Hữu Dược, vụ trưởng vụ Phật giáo, ban tôn giáo chính phủ khẳng định việc xây dựng này có ý nghĩa rất lớn về tâm linh, kinh tế, xã hội, kiến trúc, điêu khắc. Theo truyền thông nhà nước, dự án bao gồm một công trình tôn giáo với đài sen cao 12m và phần tượng Phật cao 37 m cùng các công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án này là khoảng 505 tỷ đồng, được thực hiện bằng vốn xã hội hóa. Hiện tại, dự án đã hoàn thành phần móng và sàn cốt của Phật Đài theo thiết kế đã được cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, cho đến lúc này, dự án vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Báo nhà nước phản ảnh tình trạng xuống cấp với các vấn đề về lúng, lệch và ngập nước phía trong tầng hầm. Đáng chú ý là dự án nằm trong khu vực bảo vệ 2 của di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên, trong di ranh giới Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên thuộc khu du lịch quốc gia Tam Đảo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiến hành thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên, Tam Đảo để trình Thủ tướng phê duyệt. Bộ Xây dựng trong thông báo mới yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra và làm rõ tính thích hợp của dự án với các quy hoạch liên quan. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Ba Việt Ngữ đã chào tự do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.